Chào mừng các em học sinh đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Ở tiết này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Chúng ta sẽ làm kiểm tra giữa kỳ vào tuần 9. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 2, chúng ta sẽ làm kiểm tra trực tiếp tại lớp. Thời gian là 45 phút với 40 câu trắc nghiệm. Nội dung ôn thi giữa học kỳ 2 của 40 câu trắc nghiệm trong 3 bài, đó là bài 12, sống và làm việc có kế hoạch, bài 13, quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam, và bài 14, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Về nội dung ôn tập thì các em xem kỹ cho cô phần lý thuyết của 3 bài 12, 13 và 14 và xem lại phần bài tập cũng như là các câu trắc nghiệm trong phần ôn tập ngày hôm nay. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu lại phần nội dung bài học của bài 12, sống và làm việc có kế hoạch. Ở bài này, các em cần nắm rõ 4 ý nhỏ của phần nội dung bài học, đó là thế nào là làm việc có kế hoạch và yêu cầu khi xây dựng một kế hoạch như thế nào, cũng như là ý nghĩa của việc chúng ta xây dựng lên một cái kế hoạch để làm việc và trách nhiệm của bản thân mình. Sau đây là một số câu trắc nghiệm cô cho trước và các em có thể tham khảo. Ở câu đầu tiên, ý nghĩa của lối sống và làm việc có kế hoạch là gì? A. Biết thay đổi kế hoạch liên tục trong một tuần. B. Tiết kiệm thời gian, công sức, đạt hiệu quả cao trong công việc. C. Biết lập kế hoạch chi tiết đến từng phút trong ngày. D. Trì hoãn trong việc thực hiện kế hoạch. Vậy thì ở câu này, các em sẽ chọn A, B, C hay D? Và gợi ý trả lời của cô đó là câu B, tiết kiệm thời gian, công sức để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Đó là ý nghĩa của việc chúng ta lập kế hoạch để làm việc. Câu kế tiếp, ngoài thời khóa biểu trên lớp, Dương tự lập cho mình một thời khóa biểu ở nhà và ghi rất chi tiết các việc phải làm vào thời gian rảnh rỗi. Việc làm đó của Dương thể hiện điều gì? A. Dương là người khiêm tốn. B. Dương là người có học. C. Dương là người sống tùy tiện. D. Dương là người làm việc có kế hoạch. Và gợi ý trả lời của cô. D. Dương là người làm việc có kế hoạch. Câu số 3. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch? A. Minh liên tục thay đổi lịch làm việc và học tập. B. Hân thường đến lớp sớm để chép bài tập của bạn. C. Tối nào Lan cũng ngồi vào bàn học đúng giờ. D. Mặc dù đang nấu ăn nhưng thấy các bạn đến rủ đi chơi, Vân liền đi luôn. Và câu trả lời của cô. Câu C. Tối nào Lan cũng ngồi vào bàn học đúng giờ. Đây là hành vi biểu hiện bạn sống và làm việc có kế hoạch, nhất là trong học tập. Câu số 4. Ý kiến nào đúng nhất trong những ý kiến sau? A. Chỉ cần xây dựng kế hoạch làm việc theo tuần là đủ. B. Chỉ cần có kế hoạch học tập, không cần có kế hoạch khác. C. Nên xây dựng kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi chi tiết đến từng phút. D. Nên xây dựng và thực hiện kế hoạch làm việc theo từng giờ, từng ngày trong tuần. Và gợi ý đáp án của cô. Câu kế tiếp, biểu hiện của người làm việc khoa học là gì? A. Chỉ học bài cũ vào giờ truy bài. B. Chơi trước học sau. C. Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp. D. Vừa ăn cơm vừa xem phim. Và câu trả lời của cô. C. Chuẩn bị bài vở đầy đủ trước khi lên lớp. Câu kế tiếp, yêu cầu đặt ra khi lập kế hoạch là gì? A. Chỉ cần lập kế hoạch học tập, không cần các kế hoạch khác. B. Phải lập kế hoạch chi tiết đến từng phút trong ngày. C. Chỉ cần có kế hoạch nghỉ ngơi, không cần các kế hoạch khác. D. Đảm bảo cân đối giữa các nhiệm vụ, học tập, nghỉ ngơi, giúp gia đình. Và đáp án của cô.
D. Đảm bảo cân đối giữa các nhiệm vụ học tập, nghỉ ngơi, giúp gia đình. Câu kế tiếp, biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch là gì? A. Vừa học vừa nghe nhạc thư giãn. B. Sắp xếp thời gian giải trí nhiều hơn học tập. C. Học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. D. Không được thay đổi kế hoạch trong mọi trường hợp. Và gợi ý trả lời của cô: C. Học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần nội dung bài học của bài 13 Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. Ở bài này chúng ta cần nắm thứ nhất là thế nào là quyền bảo vệ, chăm sóc và quyền giáo dục của trẻ em. Các em cần nắm rõ khái niệm của từng quyền, ví dụ như quyền bảo vệ là quyền có được khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Ví dụ như người ta có hỏi khi mà một trẻ em sanh ra mà không được làm giấy khai sinh có nghĩa là em ấy không được hưởng cái quyền bảo vệ ha. Rồi kế tiếp là quyền được chăm sóc, có nghĩa là được chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa. Quyền được giáo dục có nghĩa là trẻ em sẽ được học tập, vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, v.v. Vậy thì song song với việc các em được hưởng các quyền thì các em có bổn phận gì? Trong trường hợp này các em có bổn phận đó là yêu tổ quốc, tôn trọng pháp luật, kính trọng ông bà cha mẹ, chăm chỉ học tập, không sa vào tệ nạn xã hội, và đó là những bổn phận của trẻ em. Vậy thì trách nhiệm của gia đình, của nhà trường và xã hội là gì? Là tạo mọi điều kiện để trẻ em thực hiện tốt quyền của mình, và trách nhiệm trước tiên đó là của gia đình. Và sau đây là một số câu trắc nghiệm của bài 13. Câu số 1. Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ, chăm sóc trẻ em? A. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư của trẻ em. B. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn. C. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. D. Cho phép trẻ em đánh bạc, thuốc. Vậy thì trong này, việc làm nào góp phần bảo vệ và chăm sóc trẻ em? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Đó là câu C. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Câu số 2. Học sinh cần thực hiện bổn phận gì đối với đất nước? A. Thường xuyên uống rượu, bia, hút thuốc. B. Xả rác bừa bãi, phá hoại của công. C. Tham gia nghĩa vụ quân sự. D. Tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Câu trả lời của cô: D. Tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Câu kế tiếp, câu số 3. Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng thuộc nhóm quyền nào của trẻ em? A. Quyền được bảo vệ. B. Quyền được giáo dục. C. Quyền được chăm sóc. D. Quyền được phát triển. Và gợi ý trả lời của cô đó là C. Quyền được chăm sóc. Câu số 4. Học sinh cần thực hiện bổn phận gì đối với chính bản thân mình? A. Sống có trách nhiệm, chăm chỉ học tập. B. Xả rác bừa bãi, phá hoại của công. C. Thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc. D. Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Và câu trả lời của cô đó là A. Sống có trách nhiệm, chăm chỉ học tập. Câu số 5. Trẻ em là những người có độ tuổi dưới bao nhiêu? A. 12. B. 14. C. 16. D. 18. Câu trả lời C. 16 tuổi. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Tùng là một học sinh ngoan, chăm chỉ, được mọi người yêu mến. Nhà Tùng nghèo, đang học lớp 6 thì mẹ Tùng mất vì căn bệnh ung thư. Bố Tùng cũng đau ốm liên tục. Theo em, đâu là cách ứng xử tốt nhất của Tùng trong hoàn cảnh này? A. Nghỉ học ở nhà lao động phụ giúp bố. B. Nghỉ học ở trường và tự học ở nhà. C. Buôn bán ma túy để có tiền giúp bố. D. Ban ngày làm việc giúp bố, buổi tối đi học ở trung tâm học tập cộng đồng. Và gợi ý trả lời câu D. Câu số 7.
trẻ em được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao thuộc nhóm quyền nào của trẻ em? A. Quyền được giáo dục. B. Quyền được chăm sóc. C. Quyền được tham gia. Và D. Quyền được bảo vệ. Câu trả lời: A. Quyền được giáo dục. Chúng ta tìm hiểu tiếp phần nội dung bài học của bài 14, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ở đây trước tiên chúng ta cần nắm vững được khái niệm môi trường là gì. Và trong môi trường nó chia làm hai loại, đó là môi trường tự nhiên và môi trường do con người tạo ra. Ví dụ như môi trường tự nhiên là môi trường có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ như rừng cây, đồi núi, sông hồ, vân vân. Còn môi trường do con người tạo ra, ví dụ như là nhà máy, đường xá, khói bụi, chất thải, vân vân. Và nắm rõ được cái khái niệm tài nguyên thiên nhiên là gì. Vậy thì ngoài việc nắm rõ được khái niệm của môi trường cũng như tài nguyên thiên nhiên, thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được cái tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên như thế nào, và làm thế nào để bảo vệ được môi trường, tài nguyên thiên nhiên, cũng như là trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Câu số 1. Hành vi nào sau đây có tác dụng bảo vệ môi trường? A. Chặt rừng để trồng cây hoa màu. B. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. C. Dùng than tổ ong để đốt thay củi rơm rạ cho đỡ khói bụi. D. Bón được nhiều phân bón hóa học để cây trồng được xanh tốt. Và câu trả lời của cô: B. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Câu số 2. Nhận định nào sau đây đúng nhất với khái niệm tài nguyên thiên nhiên? A. Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống con người. B. Tài nguyên thiên nhiên là toàn bộ các điều kiện tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. C. Tài nguyên thiên nhiên tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển đạo đức, tinh thần. D. Tài nguyên thiên nhiên là các điều kiện nhân tạo bao quanh con người, tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người. Và gợi ý trả lời: A. Câu số 3. Biện pháp nào sau đây hữu hiệu nhất để bảo vệ các động vật có nguy cơ tuyệt chủng? A. Loại bỏ tất cả các động vật ăn thịt chúng. B. Loại bỏ nguồn thức ăn tự nhiên, thay thế bằng thức ăn dinh dưỡng do con người tạo ra. C. Nuôi nhốt chúng lại nơi riêng biệt. D. Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Gợi ý trả lời: Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Câu số 4. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là gì? A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. B. Dù tổng diện tích rừng đang phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm. C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng. D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút. Và câu trả lời: B. Dù diện tích rừng đang phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm. Câu số 5. Những sự vật thuộc dòng nào dưới đây không phải là tài nguyên thiên nhiên? A. Rừng cây, đồi núi. B. Than đá. C. Nhà ở, rác thải. D. Động vật quý hiếm. Câu trả lời: Nhà ở, rác thải. Câu trắc nghiệm kế tiếp: Rừng bị chặt phá sẽ gây ra tác động gì? A. Môi trường sạch đẹp. B. Lũ lụt sạt lở đất. C. Cân bằng hệ sinh thái. D. Có thêm diện tích để trồng hoa màu. Đáp án: B. Lũ lụt sạt lở đất. Câu số 7. Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường? A. Phá hủy rừng nguyên sinh để trồng cà phê. B. Phun thật nhiều thuốc trừ sâu để bảo vệ cây trồng. C.
hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa. D. Săn bắt động vật quý hiếm trong vườn quốc gia để bán. Câu trả lời C. Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa. Đây là biện pháp và có tác dụng bảo vệ môi trường. Câu số 8. Yếu tố nào sau đây là tài nguyên thiên nhiên? A. Nhà ở. B. Trường học. C. Năng lượng mặt trời. D. Nhựa. Câu trả lời là C. Năng lượng mặt trời. Cô vừa mới ôn tập cho các em một số kiến thức để các em có thể bước vào kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 với nội dung là 3 bài và một số câu trắc nghiệm. Cô hy vọng các em sẽ xem kỹ cho cô phần lý thuyết cũng như là các câu trắc nghiệm. Chào tạm biệt các em, chúc các em làm bài thi thật tốt.